Rồi, sắp được cô Phạm Duy chào tất cả các cầu thủ nha. Quay trở lại với ngày hôm nay, video ngày 19 tháng 1 cho anh em. Cái video này cho mình là có là 28 mẫu cần nha. À, một số dù của dòng IGK này 6 chấm nha. Máy câu thì sẽ có dòng Nassi này, C2000S. Bia Butter, một con của dòng Simono nha anh em. Của dòng BB 4000HGS nha. Thì cần thì những dòng như là mini này, những dòng như là cần ISO nha anh em, dạng súp lở khoen lớn từ 3m 4m5. Thì những dòng là khoen titan, Daiwa này, Olympic, Fuyaya, Nissin. Đây đây qua cứng 4 cứng 5 nha. Có ISO biển này. Đây. Cần lọc thì sẽ có từ 3m9, Daiwa Pride Sup, có dòng suit leader này. Đây có một con gì trong liên khoe suit leader BS nha. Kháng vợt, cần tay thì lóng ngắn này. Đây có thể là 4m5 nha anh em, 4m5 5m4. Cần lô thì có 2 3 khúc những dòng câu zip câu biển này. Đây. Những dòng zip nha anh em. À câu Lugan này, 3 mét mấy, cứng MH. Đây, zip cắm gốc này. Mồi nhẹ, mồi nặng đều có nha anh em. Đây, zip trụ điện này, rất là dễ nha. Một số 20 khúc cung ngâm lan xe. Thì ở đây thường là đa số là hàng bên em là hàng mua cửa hàng nha anh em. Hàng lướt, hàng đẹp thì sẽ báo được tình trạng sản phẩm hết. Anh em lưu ý, mình cứ xem kỹ video nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779. Ship có toàn quốc 30.000 một đơn. Thế sẽ lên cho mình trước một số dù nha anh em. PE này. Đây, dù của này là cái dù trong IGK nha. Thì đây chỉ còn 3 cuộn thôi. Anh em nào lấy thì một cuộn 100.000 nha, miễn ship cho mình. 3 cuộn này. 3 cuộn miễn ship nha anh em. Dù này của dòng IGK, cái này là size 6 chấm nha anh em. 100m một cuộn nha. À, 80 là bao, tải cá nó rơi cho mình tầm khoảng vào đây. Thông số sẵn nha. Nó tải cá tầm khoảng 3 mấy ký á. Đây, 3 mấy ký cho mình nha. Cái dù là dù xanh rêu. Cái dòng IGK này là Japan rồi. Đây, Japan nội địa Nhật nha. Cái này là 100.000 một cuộn. Cái dòng này thì có nó hai size, cái size của nó mà 200m á thì rơi cho mình tầm khoảng từ 600.000 nha anh em. 600-650. Cái này thì công ty xã nên bán rẻ nha, 100.000 một cuộn. Cái này cho anh em về nối cũng được bình thường nha. Mình nối đơn giản thôi. Đây. Size của mình là size 6 chấm. Thế là cho mình đi đánh biển này, đánh biển đánh lục cũng được nha. Đây cô ngâm dòng xanh rêu IGK 100.000 một cuộn, chỉ còn 3 cuộn thôi, 3 cuộn miễn ship nha anh. Rồi máy câu thì sẽ có cho mình 4 con. Ở đây thì sẽ có một con máy của dòng Simono trước nha anh. Con này của dòng Simono dòng Nassi. Con này body rất là nhỏ nha. Đây, máy rất là nhỏ, nó tầm khoảng 1.000 cho mấy con máy bình thường cho mình thôi. Con này là Simono dòng Nassi C2000 nha anh. Đây C2000, cái bản này là bản Malay nha. Đây Malaysia xuất thị trường Nhật. Body rất là nhỏ nha, cực nhỏ luôn. Con này thì nhẹ nha anh em, cân nặng chỉ có là 210g. Cái thông số này, cước này. Số 2 120m, số 2.5 105, số 3 85m. Máy thì tình trạng còn đẹp và mướt khỏi bàn rồi. Đây, mấy con này tên mình săn cửa hàng hết nha. Có thể cho mình là câu lua nha, câu lua, câu bè. Cái body rất là nhỏ. Đây, bao mượt nha. Đây, chốt chặn 2 chiều này. Trong máy động nhẹ chạy ra mình rồi, khỏi bàn luôn. Con này số 1, giá con này là 1.2 nha anh em. Đây, 1.200.000 Nassi nha, C2000. Rồi có số 2 này con Nassi luôn. Con này thì C2000S nha anh em. Cái dòng 2000S này giống như cái dòng này điện thoại vậy đó, Pro Max vậy đó, là Pro Max Ultra vậy đó nha anh em. Nó cao hơn một xíu thôi. Con này thì nó nặng hơn một xíu cho mình này. Con này nặng là 220g, hơn con kia 10g nha anh em. Và con này thì nó có dù sẵn này. Cái dù PE con này và cước sẵn tầm khoảng số 1 thôi cho mình lua và câu bè. Con này cước thì số 3 được 110m, số 4 85, số 5 được 65 nha anh em. Thì con này nó vào ít hơn con hồi nãy một xíu phải không? Đây. Fluzer con này 150. Con này 101. Cái con mà C2000 thì nó sẽ vào nhiều hơn cho mình mà C2000 chứ này. Đạo lý nha. Cái body vẫn rất là nhỏ nha. Nó nhỏ, rất là nhỏ cho mình luôn. Nó tầm khoảng 1.000 đối với máy khác thôi. Cái bản này cũng là bản Malay luôn. Malaysia xuất thị trường Nhật. Máy thì đẹp khỏi bàn rồi. Lưỡi gà này, lô cước này, gà cước này. Đây, con lăng cước còn mới nha. Cái dòng 2000S thì mắc hơn. Đây, một chiều này. Khỏi bàn nha anh em. Mượt rồi. Chốt chặn 2 chiều ở đây. Ở trong máy này á, bên này đóng hộp dặn kỹ hết, mình tới mình cứ kiểm tra nha anh em, tháo ra mình test quay giùm em. Ok, mình nhận hàng thôi. Con này là mã số 2, 1.3, 1.300.000. Nassi nha. Số 3 một con máy tay quay đôi, con này thêm cho đây mình câu lua này, câu lua câu ngâm nha anh em. Đây con này là máy của dòng Bio nha. Đây, Simono Bio Master 2500. Con này thì bản của mình là bản Japan. Đây Japan nội địa Nhật, tay quay đôi nha. Thôi cho mình câu lua. Size 2 ngày nữa thì máy cũng body cũng nhỏ thôi, không lớn lắm. Thế là mình cô lua. Con này thì nó có dù sẵn nha. Đây nó có PE sẵn tầm khoảng của số 1 cho mình này. Đây cô lua nha. Cái thông số của cái này thì nó cho nó bị phai mờ một xíu. Con này thấy là số 3 được 120m nha. Đây. Số 2 170, số 2.5 được 150, số 3 được 120m đây. Đó. Japan tình trạng thì có xước này. Xước dăm sơ theo máy sơ ở ngoài thôi nha. Đây tay quay đôi. Đây, máy còn đẹp nha, bản Japan. Con này thì lô cước này. Đây, lô cước hợp kim nha, toàn thân full carbon. Đó, lưỡi gà này, gà cước này, bao mượt nha.
còn là cứ còn mới. Có là thì một chiều ABS thì đủ nha anh em. ABS thì đủ một chiều này. Đó, cực mượt nha. Chốt chặn hai chiều ở đây. Ở trong máy thì bên em đã kiểm tra kỹ rồi. Tôi mua từng con lựa nên rất là ok nha anh em. Không phải là hàng giạt hàng bãi cho mình đâu. Có đây mã số 3, cân nặng của máy là 300g, 1.200.000 nha anh em. 1.200.000. Rồi, mã số 4. Số 4 cuối cùng đối với máy nhá. Thì đây sẽ có một con máy của dòng Shimano, con này thì hàng lướt. Thì con này full phụ kiện nha anh em, nó đầy đủ cho mình này. Đây nó đầy đủ lông đền, đồ sổ sách đầy đủ cho mình luôn. Đó, lông đền còn như này. Còn bịch bao này. Con này tên của máy là dòng Shimano dòng Accessor này, BB4000HGS. Con này thì thông số nó đi sẵn cho mình đây, có sẵn hết cho anh em. Đó. Thông số của máy này. Ratio là 5.8.1 cho anh em. Đây 5.8.1, con này thì nó thông số ghi sẵn này, con này bạn các bạn Malaysia nha. Đây bạn của mình là bản Malaysia xuất thị trường Nhật. Thì con này thì 4000HGS. Cái con này giá mới của máy thì rơi cho mình tầm khoảng 3.6 nha. Đây 3.600.000. Máy thì còn đẹp nha, tình trạng con này hàng lướt. Thì con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 95% này. Đây nó sẽ có xước sơ sơ đây này, xước đít này. Và đây một xíu xíu một xíu sơ ngoài thôi. Để cho mình giá rẻ nha anh. Còn để cho mình là giá chưa được 1/2 thôi nha. Đây hàng lướt cho mình. Con này cái thông số để em cân thực tế đó, dễ hơn là trên thấy. Con này cân nặng được của máy là 315g nha anh em, 315g. Size 4000 thì mình câu ngâm câu đơn được này. Đây, lô cước này. Gà cước này. Lưỡi gà này. Con để cho mình là giá là 1.700.000 nha anh em. Đây 1.700.000. Đây bằng một nửa giá mới cho mình nha. Hàng lướt này. Máy thì bao mượt rồi, đổi tay trái phải được hết cho anh em. ABS thì đủ này. Đó. Con này đời cao nha anh em, tầm khoảng 2022. Chốt chặn hai chiều này. Đó. Bao mượt nha. Rồi, con này giá là 1.700.000 nha anh em. Đây 1.700.000. Full hộp nha. Của dòng Shimano Accessor BB 4000HGS. Đó. Còn nguyên hộp cho mình. 1.700.000 ạ. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một số cần cho anh em, 28 mẫu cần. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần mini. Đây, con cần mini của dòng Pro Mini. Con hàng Nhật Bản nha anh em. Dài 2m4 này, cứng 20. Thì con này thông số này, 2m4. Thu gọn con này á là 43cm, nặng 170g, đi kèm 8 lóng. Ngọn con này là 1.3mm, gốc là 18.1mm cho anh em. Cứng tầm khoảng 15-25, tầm khoảng vào 20. Cái giá là tầm khoảng 6.800 yên á. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào 1.000.000 nha anh. Con này mới tầm khoảng 1.000.000 hơn á. Đó. Để mình giá rẻ nha. Đây. Cái con này thì khoen pad là khoen pad thường rồi. Đây, pad là pad chính hãng cho mình này. Khoen chính hãng nha. Đầu bu chống xoắn này. Con này cho mình là giá 400 thôi. 76.800 thì tầm khoảng 1.200.000 nha anh. Đây, tầm khoảng 1.200.000 á. Để cho mình 400.000 nha. Còn tiếp theo cần lưu thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào ML nha anh. ML nha. Đây ML cho mình không cứng lắm nha. Đó, 400.000. Còn mới này, còn nguyên cái siêu chưa bóc luôn. Sunny Cypress. Đây. Tầm ML nha anh. Không cứng lắm nha. 400.000. Đây còn cái hộp cho mình luôn. Đầy đủ nha. Thông số thông siết gì nó có sẵn trên cái hộp cho mình hết luôn. Anh em khỏi phải thắc mắc này. Giá thì nó vẫn có giá sẵn cho bên Nhật này. 6.800 yên. Đấy, 1.000 yên ra cho tầm khoảng 170 đi. Tính là cũng tầm khoảng hơn 1.000.000 nha anh em. 400 thôi. Mã số 2, một con cần dạng súp lở mini này. Đây, súp lở 3m3 nha anh. Con này hàng Nhật bãi nha. Con này pad Fuji. Khoe là khoe Fuji luôn. Đây. Đây con này 3m3, cứng tầm khoảng 15-20, khoen pad Fuji nha anh. Ngọn là 1.8 ly, sẽ có một này và hai khuyên chạy nha. Con này còn rất đẹp nha anh, đi kèm là 4 lóng. Đây, lóng lít còn đẹp này. Cái con này thì mình câu ngâm câu đơn hay mình câu lô rút đều được nha. Đây, lóng hầu như không có xây xước luôn. Và khoen của mình là Fuji nha anh. Đây, loại sứ đẹp nha, không nứt chân. Cân nặng của cần chỉ có là 210g, mã số 3, 600.000 ạ. Mã số 4. Số 4 thì một con cần cũng dạng ISO khoen lớn nha anh. Đây ISO khoen lớn. Con này dài là 4m5, độ cứng 3. Thì tất cả những dòng cần súp hay ISO bên em gửi đến kèm cho mình á thì sẽ kèm nắp chụp hết cho anh. Con này kèm nắp chụp hết nha. Con này thì nó có nắp chụp zin kèm thì em sẽ để kèm, còn mấy con không có thì em sẽ lấy nắp chụp khác bỏ cho mình nha. Con này là 4m5 độ cứng 3. Cứng 3 này thì tính theo cần câu đài á, tầm khoảng vào 5H. Con này khoen pad là khoen pad chính hãng theo cần nha. Đây pad vặn này. Khoen là khoen hãng này, con này còn mới nha. Ngọn cần từ đó được cho là 1.6 ly, nó sẽ có 1, 2, 3 khuyên chạy nha anh em. Con này phôi của mình là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Đi kèm 5 lóng nha, đây cần rất đẹp. Con này hầu như chỉ sử dụng qua luôn. Đó. Gốc sẽ đóng sẽ bị chống nổ đầy đủ này. Khoen khít đẹp như này. Trong đa số khoen lớn thì bắt vặn như mình rồi.
Con này thì cân nặng của cần thì cân được chỉ có là 250g, mã số 3, giá 500.000. 500 nha. Số 4 nè, số 4 một con cừu ISO khoang nhỏ, con này của dòng NFT, cực đẹp nha. Đây NFT. 5m4, độ cứng là 0.6, dòng Powerlove nha, phôi hay da. Con này bản gọi là bản nội địa cho anh em. Đây super dòng Coisor. Đây tem vàng đầy đủ này. Khoang pad là khoang pad Fuji loại xi lát xám. Cái độ cứng 0.6 á, trông rất là mềm nha anh em, nó cứng tầm khoảng 250H tính theo cần tay thôi. Ngọn 0.6 ly rất là nhỏ này, ngọn sẽ có 1, 2 này, 3 khoang chạy nha, con này ngọn phải là ngọn đặc cho nên. Trừ cái ngọn đặc thôi, còn tất cả các lóng của cần đều là phôi hay da hết này. Con này mà xả cần tay xuống thì mình vẫy rô vẫy giết thôi. Đó. Đẹp cho nên. Cái độ mới của cần thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% này. Thì những con này bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay nha. Đây xả cần tay cho nên mình cầu rô cầu giết này, cuốn chỉ lên keo đầy đủ nha. Cần rất đẹp. Cân nặng con này chỉ có là 160g, mã số 4, giá là 1 triệu nha. Con này xả tay chắc tầm khoảng còn 120g á. Tháo bát tháo khoe rất là nhẹ luôn. Mã số 5, một con cần ISO khoang nhỏ của Daiwa. Con này thì cứng 1 nha nè. 5m3 cứng 1 thì cũng mềm thôi. Con này hàng Korea xuất Nhật này, có mã code và tem vàng. Thì khoang pad Fuji xứ đá xám, cứng 1 thì cũng mềm thôi, tầm khoảng 3H cho mình. Ngọn cũng nhỏ nha nè, ngọn 0.7 ly. Ngọn con này thì có 1, 2 này và 3 khoang chạy nha. Cho là mềm, cứng 1 thì mềm nha nè. Anh em lưu ý nha, những cái dòng ISO á, cứng 1, cứng 2 thì nó mềm cảm giác thôi. Còn cứng 3 thì nó cũng ra thẳng. Còn anh em muốn đánh bạo lực á, thì lấy tầm cứng 4 trở lên nha. Đấy, lóng lý còn đẹp này. Con này là của Daiwa nha em. 5m3 cứng 1, hàng Korea. Khoang pad Fuji hết. Cân nặng con này chỉ có là 180g, mã số 5, giá 550 nha. Đây, 550.000 ạ. Số 6, một con ISO khoang nhỏ, con này của hàng Olympic nha em. Đây con này bản Titan rất đẹp này. 5m4 độ cứng 3 anh em. Của dòng là Spacer này, cái này của dòng nội địa Nhật nha. Con này thì khỏi bàn cho mình luôn. Đây, cứng 3, con này xả tay tầm khoảng 5H cho em. Cái con này khoang có phải là khoang Titanium nha anh em. Đây, con này khoang Titanium nha. Cái này thì qua cam đây nhìn không rõ thôi. Đây Titanium này. Con này cái dạng khoang chất lượng như này. Đây khoang có phải là khoang Titan hết. Đó. Titanium. Đây khoang Titanium như này. Con này độ cứng 3 thì ngọn gần là ngọn 1.5 ly này, ngọn sẽ có 1 này, 2 này, 3 khoang chạy nha. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân toàn thân, khoang xích Titanium. Con này xả cần tay cho mình tầm khoảng 95H nha. Con này thì anh em về mình chép câu cá chép cá mè được này. Đây, lắm rất đẹp này. Carbon xoắn vân toàn thân, khoang Titan nha, bản nội địa Nhật. Pad cái mình là pad Fuji F7, cân nặng con này chỉ có là 230g, mã số 6, giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu cho mình nha. Titanium. Mã số 7, một con cần ISO khoang nhỏ của dòng Daiwa. Con này thì phôi của mình là phôi hai da cực đẹp luôn. Carbon Wicker 6m3 độ cứng 1 nha. Con này bản nội địa Nhật. Thì phụ kiện thì sẽ có nắp chụp kèm thế này. Dàn khoang của mình là dàn khoang full sheet này. Đây dàn khoang full sheet. Phôi hai da này rất đẹp nha. Thì 6m3 độ cứng 1 thì ngọn con này ngọn nhỏ tầm khoảng vào 0.6 ly thôi. Cái đầu bu chống xoắn này, ngọn sẽ có 1 này, 2 này. Khoang chạy nha. Con này cái lóng ngọn, trừ cái lóng ngọn là ngọn đặc ngọn tháp thôi. Còn những lóng còn lại cần đều là hai da hết này. Độ mới con này rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95 nha anh em. Đây. Trên 95%. Tức là mới nha. Con này xả cần tay thì rơi cho mình tầm khoảng 3H thôi. Đây, 3H thì mình câu cảm giác thôi nha. Đây, không cứng lắm. Đó. Còn 6m3 thì kèm là 7 lóng. Còn rất đẹp nha. Bản nội địa Nhật. Cân nặng của cần là 210g, mã số 7, giá 1.5 triệu nha anh em. Đây, 1.500.000. Mã số 8, một con cần ISO khoang lớn. Con này thì của Nissin như này. Đây của Nissin, thì anh em biết rồi. Con này 100% là hàng Japan hết nha. Đây. 3m3 cứng 3, 5m3 cứng 3. Cứng 3 thì xả tay cũng rơi cho mình tầm khoảng vào trên 5H. Khoang cái này là khoang Fuji này. Đây Nissin nha. Cứng 3 thì ngọn cần là ngọn 1.6 ly thì nó sẽ có 1 2 3 khoang chạy nha. Nissin thì nó giống như Gamma, Daiko, rất là bản của nó là đều là carbon xoắn vân hết nha. Đây. Xoắn vân hết này. Không có hai da như là Daiwa, Shimano cho mình đâu. Và những cái dòng đều là bản nội địa Nhật khách, không xuất thị trường như này. Cái bơ xoắn vân 5m3 độ cứng 3. Khoen pad là khoen pad Fuji hết nha. Đó, khoen rất là đẹp. Mới đi Japan. Pad là pad vặn rồi, Fuji Nissin chính hãng cho mình. Cân nặng con này là 290g, mã số 8, giá là 1 triệu như này. Đây, 1 triệu cho mình ạ. Mã số 9 ạ. Số 9 là một con ISO khoen lớn của Daiwa cho mình luôn. Đây con này ISO khoang lớn ở Daiwa nha. Con này của dòng là dòng Daiwa dòng Progen, độ dài là 5m3 độ cứng 5. Cứng 5 thì cứng đánh lục đánh bình đều được này. Hàng Việt Nam xuất Nhật nha, nó sẽ có mã code và tem đây.
và đầy đủ cho mình. Thì nó sẽ có quấn mấy cái khấn này á, cho mình cầm chắc tay cho nên nó không bị tuột này. Thì khoen lớn thì đa số là bắt vặn rồi, Fuji Daiwa. Dàn khoen Fuji này, đây khoen Fuji chính hãng tôi cần nha, của Daiwa. Ngọn con này tôi đo cho mình là ngọn 1.8 ly, ngọn sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy này, phôi carbon xoắn vân nha. Tình trạng con này thì nó sẽ có sức dâm sơ sơ theo cần thôi. Đây nước sơn màu bạc như này. Con này thì mình đánh lộc đồ cần, mình đánh gình, đánh biển đâu được này. Cứng năm thì dặn cứng, so với cần câu đài, cần tay. Thế ra cho mình tầm khoảng vào 6-7 hát cho nên cái lóng sắt thứ hai chính là lên á, có sức dâm này. Còn lại thì ok nha. Đó. Khoen Fuji, bắt vặn Fuji. 5m3 độ cứng 5, cân nặng con này là 410g, mã số 9, giá 800 nha nè. Đây, 800 ngàn cho mình ạ. Mã số 10, số 10 thì một con cần ISO 7 nha nè. Đây, coi là con cần ISO 7 nha. Con này là ISO 7 của dòng Ryobi. Đây, con Ryobi cho mình nè. Con này dài là 4m, độ cứng 50, của dòng GFX. GFX cái dòng bản GFX là bản hai da toàn thân của Ryobi rồi. Đây, bản cao cấp nha, cực kỳ đẹp. Cái dạng khoen con này là dạng khoen biển nha nè. Đây, khoen xích biển nè. Đây, khoen xích biển nha, dạng ISO biển cho mình. Thì cứng là cứng 50 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào cứng 5, cứng 6 tính theo cần ISO biển á. Ngọn 2.5 ly, đây cái đầu bu xích chống xoắn này, ngọn sẽ nước sơn màu đỏ, sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy này. Có này trừ cái lóng ngọn nước sơn màu đỏ carbon xoắn vân thôi, còn mấy cái lóng còn lại là hai giá này. Đây hai giá như này. Đẹp nha. Con này khỏi bàn cho mình rồi. Đây. Con này thì cái lóng cái khoen đề ba của nó thế là bị xước cái miếng sứa này. Đây, cái miếng nhựa trong ngoài miếng sứa nha, miếng nhựa ở ngoài thôi. Còn lại thì ok nha. Phôi phía còn đẹp và sáng này. Đó, nó bị một xíu ở đó thôi. Còn khoen cái mình là khoen xích nha, khoen phu xích biển cho mình. Độ dài cần là 4m, độ cứng 50, bản nội địa Nhật, GFX 2 da. Cân nặng 420g, mã số 10. Để cho mình giá 1.6 nha em. Đây, 1.600.000. Tiếp theo thì sẽ có một số cần lộc, cần xúc nha em. Đây, cần lộc nha, mã số 11. Một con cần của dòng Pro Mana. Độ dài con này là 39, cứng 25. Đây, dòng Special xúc nha em, carbon. Con này khoen pad là khoen pad thường này, pad Fuji F7 này. Và dàn khoen của mình là khoen thường nha, chính hãng theo cần. Pad Fuji khoen thường ngọn 2 ly, ngọn 3 ly nha em. Ngọn gần 3 ly á, tầm khoảng đo sát cho mình thì gọi là 2.9 đến 3 ly nha. Đầu bu chống xoắn, ngọn sẽ có 1 này. Hai khoen chạy này, đánh đầu cần gần bờ nha. Đi kèm 4 lóng. Đây. Con này thì đánh bạc bãi bạc biển là được này. Trong cứng 25 thì nó không cứng lắm. Tầm ấy cho mình thôi. Đó. Cầu ngầm cô đơn như này. Đây tổng thể thế này. Khoen thường là Pad Fuji F7. Cân nặng con này là 370g, mã số 11, giá 500.000 nha. Đây 500.000 ạ. Mã số 12. 12 thì đây sẽ có một con cần lộc, con này thì của dòng Daiwa này. Đây có dòng này của hãng Daiwa này. Có đây dòng Super Power, dài là 4m2, cứng 25. Con đã được hạ ngọn như này. Anh em lưu ý này. Cái con này đã được hạ ngọn rồi, ngọn hiện cần hiện tại chỉ còn 39 thôi. Thì để cho mình giá rẻ nha, 500.000 này. Đây, hiện tại là còn 39 nha. Ngọn đã rất là lớn. Đã thay cho mình cái đầu bu sứ xám rồi, ngọn hiện tại là ngọn 4 ly, nó sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Đây carbon xoắn vân nha. Còn 39 thôi. Đó. Con này hiện tại nó cứng cho tầm khoảng 30 á. Đó, cứng tầm khoảng xếp cho mình nha. Có sức dăm sơ thế này. Đóng semi chống nổ này. Đây khoen pad là khoen pad Fuji á nha. Cái con này thì hàng có mình là Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng. Cái chỗ này thì là cái pad cũ cho em. Nhật người ta gắn thêm một cái pad cũ lên thì nó tháo ra. Nó hơi bị dính cái keo nha. Gọi là pad zin của cần này. Đây. Cân nặng con này thì cân được á là 350g, mã số 12, 500.000. Nó chỉ còn tầm khoảng 39 như này, cứng tầm khoảng 30. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cực lộc của dòng Daiwa luôn. Con này là con dòng Daiwa dòng Price Sub T30 nha em, 405, cứng tầm khoảng CS. Con này thì hai cái là China xuất Nhật rồi, nó sẽ có mã code này và tem vàng đầy đủ nha em. Tình trạng gốc thì đây sẽ có bị xước sơn một xíu, cái này chính keo nha. Đây keo thế này. 30 tầm khoảng CS, đánh lộc đánh bạc bãi được này. Pad Fuji Stylus. Dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji nha. Đây Fuji loại xịt đất xám. Thì con này ngọn cần là ngọn 2.6 ly, cứng 30. Ngọn thì sẽ có 1 này. Đây và hai khoen chạy nha, có định vị hết cho mình ạ. Có tình trạng của con này thì lóng ở trong nó còn đẹp và sáng hết. Trên 95 như này, phần trăm cho mình. Đó. Đẹp nha. Sáng cái này, đóng speed chống độ đầy đủ này. Con này thì bản China xuất Nhật, có đắp chụp kèm nha. 4m05, độ cứng là T30. Tầm khoảng CS. Con này cân nặng của cần thì cân được là 410g, mã số 13. Giá là 2 triệu nha em. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo đây sẽ có một con cần lộc nha em. Con này có dòng Shimano này, dòng Slider nha.
sau số nữa cái này là xanh ngọc này, đây xanh nước biển nha. Shooter dòng EV 4m25 độ kính là DST nha. Đây bản China xuất thị trường Nhật, nó có mã code và tem vàng. Cái bản này thì bản China đang biết rồi. Rồi Pat Fuji NS7, dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Cái bản này rất là mắc cho anh em. À, anh em cứ tham khảo kỹ nha. Cái dòng này thì các shop nó bán ra cho mình tầm khoảng 1/4 triệu cái này. Đó. Không được cái này luôn. Con đế tầm khoảng 2 bài đánh đầu cần gần bờ thôi, ngọn 2.5 ly. Đây có định vị này, một này. Hai định vị cho anh em. Đấy, cần còn mới cứng, con này rơi cho mình tầm khoảng trên 95%. Đó, phôi hai giá nha. Đây, mình giá rất là tốt, để cho mình là giá 3 triệu như này. Đây, gửi tới mức giá là 3 triệu nha. Còn mới cứng, đánh đầu cần và gần bờ. Khoen full sit, pad Fuji NS7. Thì cần lục thì bên em vẫn hỗ trợ hạ pad cho anh em. Đây, hỗ trợ hạ pad nha, quay keo zin cho cần luôn. Shimano 425 DST. Cân nặng con này là 380g, 2.5 ly, mã 14, giá 3 triệu cho mình ạ. Rồi, mã con này thì mã số 15 này, 15 một con cần lục của dòng Shimano dòng Slider. Con là cần dây trong như này. Đây, cần 425 BST. Có mã code và tem đầy đủ đây. Đây, Slider như này. Pad là pad này, Fuji Stylus LS7. Dàn khoen con này thì nó lên sẵn cho mình cái dàn khoen biển nha. Khoen để ba là khoen xích này. Đây, khoen ở dây trong. Nó đổ lại như này nha. Đó. Còn cái con này nó lên cho mình để các bạn xích là xích chân thấp á, cho anh em đánh biển, câu ngâm. Đây cá tra cá chim này, con này thì không quan đi xa như này. Cái ngọn cái này rất là lớn rồi. Ngọn cái này đo cho mình sát cái này đó, ngọn gần 4 ly như này, 3.8 ly. Con này thì mình về mình thay khoen mình đánh lục cũng được nha. Thì ngọn của nó tất cả các lóng nó đều có định vị này, 1 này, định vị này, 2 này, 3 này. Đây ngọn nó sẽ có 4 cái định vị nha. Tất cả khoen con này làm khoen chạy hết. Đây có 5 khoen chạy này. Cái ngọn này thì có 2 4 5 khoen chạy nha. Cái lóng thứ hai thì vẫn có cho mình một này. Đây. Có hai khoen chạy nha. Cái này thì bên Nhật người ta đã làm sẵn cho mình rồi, nó đã làm cho mình bằng silicone á. Cái này anh em thích thì mình có thể là khò mình tháo ra nha. Rồi mình lên khoen khác vẫn được này. Đó, BST thì cứng rồi. Đó, còn này cứng nha, đến cá trai cá chim được. Cái lóng sắt này thì mình zoom ra được này. Đây. Có định vị nha. Định vị thẳng thấp cho mình luôn theo khoen này. Đó, máy vào khoen nha. Cái bản này bản 425 BST, nội địa Nhật cái này. Cần dây trong lên khoen, cần lục cho mình ạ. Đó, đẹp nha. Cân nặng con này chỉ có là 570g, mã số 15, giá 3 triệu rưỡi nha anh, 3.500.000. Mã số 16 thì có một cái cán vợt cho anh, đây một cái cán vợt carbon nha. Cán này thì dài là 5m4. Đây cái này dính keo nha, cái này là keo keo silicone đó, nó bắn lên nó dính này. Cái này mình hơi lửa mình cạo ra thôi. Thì cái cán vợt này thì dài cho mình là 5m4 nè. 5m4 thì nó sẽ có cái gen là gen 12 nha. Đây các vợt bên Nhật về thì gen 12 hết. Cái này thì thích hợp anh em về mình vật cá này, mình làm cái xào mình quét bằng nhện vẫn được nha. Carbon rất là nhẹ, carbon xoắn vân, hoặc mình làm xào hái trái cây này, đây rất là tiện nha. Thì 5m4 thì chuẩn xác của cần thì nó sẽ cán thôi cho mình tầm khoảng 5m1, 5m2 thôi, không đủ cho em gắn vợt mới đủ cho mình nha. Tất cả các vợt bên Nhật về thì đều như vậy hết nha. Đây có hai cái dây cho mình buộc này, buộc dây bảo hiểm này. Cá này thì mã số 16, 450 cho em, 450.000 ạ. Rồi sẽ có một số cần tay. Cần tay thì ba con cần tay, hai con cần tay lóng ngắn này. Cần tay mã số 17 thì một con cần tay lóng ngắn của dòng Kaoxin, dài là 36 cho em, carbon. Bản này là bản Korea xuất Nhật nha. Đây có tem lửa này. Cái phụ kiện thì nó sẽ con này sẽ có cái nắp chụp này. Đây 36 thì được mình Coro câu giết này. Con này ngọn của cần thì ngọn nhỏ. Đây. Ngọn cần thì tầm khoảng 0.7 ly thôi, độ cứng tầm khoảng 3H nha. Đây carbon xoắn vân toàn thân. Cần rất đẹp nha. Đó, con này ra cho mình tầm khoảng trên 90 như này. Đây, 90% này. 36 nha, cái bản này thì nhẹ thôi. Thế là mình câu suối, câu rô, câu giết. Cân nặng chỉ có là 88g. Ngọn là tầm khoảng 0.6 ly. Mã số 17, giá 500.000. Thu gọn 54cm nha. Đây, 54 mà chắc bỏ cái nắp chụp vào tầm khoảng 55 thôi. Đây, 55cm nha này. Chưa được luôn. 500.000. Tiếp theo mã số 18 thì một con cần tay lóng ngắn, con này thì có dòng Gold Feeling, dài là 4m5 nha anh em. Con này bản nội địa Nhật nha. Đây có tem vàng này, cần rất đẹp. 4m5 này. Con này nặng 120g nha, cứng tầm khoảng 3H cho mình. Đây ngọn tầm khoảng 0.8 ly. Đây 3H thôi, cá rô cá giết này. Phôi thì đẹp rồi, Gold Feeling thì anh em biết rồi. Cái bản này thì nội địa nha. Đó. Lóng đẹp này. Không xê xước gì luôn. Mấy con này thì anh em cứ nhận hàng mình cứ tháo ra nha. Anh em cứ rút thẳng ra. Rồi mình cứ vẫy, mình vẫy thoải mái nha. Cân nặng con này là 120g, mã số 18, thu gọn 54cm, giá 500.000 luôn. Đây, 500 nha em. Lóng ngắn, rất gọn nhẹ nha.
Mã số 19 thì con này là con cần ISO, con này của hãng Suzumi này. Độ dài cần là 5m, con này xả cần tay xuống hiện tại là 3.5H cho anh em. Đây Suzumi nội địa Nhật này, carbon. Thì con này đã xả cần tay thì đã được cuốn chỉ này, đã được cuốn chỉ chống nổi nha. Đây cuốn chỉ lên kim tuyến chống nổi hết. Thì con này ngọn hiện tại ok là ngọn 1 ly, độ cứng tầm khoảng 3.5H cho anh em. Đây cần ra thẳng nha. Con này là về chép camera được này, phôi carbon xoắn vân toàn thân này. Đó. Tình trạng thế này nha. Carbon xoắn vân toàn thân. Hai cái lóng dưới của nó thì là bằng nước sơn màu bạc nha. Màu bạc cho mình này. Cuốn chỉ chống nổi cho mình như này. Đó. 5m nha em, cứng tầm khoảng 3.5H, ISO hạ tay. Cái chỗ này thì nó còn dính keo này. Cái pad tháo ra, lắp chụp thì xoay bằng inox. Cân nặng con này là 220g, mã số 19, giá 500.000. 500 nha. ISO hạ tay thì phôi dày hơn. Mã số 20 thì một có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Đây, cần lưu hai khúc máy đứng của dòng Alpha King. Dài là 6 feet, 1.8, độ cứng NML, hàng Korea xuất Nhật này. Tải 10 mét là 18g, tải cá 12 là bao, tầm khoảng 6 ký cá. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji sứ đen nha. Đây Fuji sứ đen, ngọn 2 ly này. NML thì nó dạng vừa thôi, nó không cứng mà không mềm lắm cho mình. Đây nước sơn màu trắng, tay cầm thì bằng màu đỏ nha. Đây cần rất là đẹp. Câu ngâm câu lưu lóc lưu chẽm, câu bè được này. Cân nặng con này là 100g, mã số 20, giá 550 ạ. Rồi mã số 21 này, 21 một con cần lưu 3 khúc. Con lần lưu gần như này. Đây cần lưu 3 khúc của dòng lưu gần của dòng Kenrap này. Đây Kenrap 3 khúc. Con này dài của cần á là 11 feet nha em, là 3m3, cứng tầm khoảng vào độ cánh M. Đây dòng Ocean Blue Kenrap. Ngọn con này là ngọn 1.8 ly, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám hết này. Đây, bộ chân xứ xám nha. NM thông số tải mùa tầm khoảng từ 3-40 gram được rồi. Đây con hàng nội địa Nhật nha, có tem vàng, tay cầm cán mút, bát vặn này. Mason Grab chính hãng cho mình luôn. Cần 3 khúc nha. Khoen đại ba con này là khoen 30 này. Đây, khoen Fuji là khoen Fuji 30 này. Khoen Fuji 30 là khoen lớn rồi. 3m3 cứng tầm khoảng với NM, cân nặng con này là 350 gram, mã số 21. Giá là 1.6 ạ. Đây, 1.600.000. Mã số 22 thì một con cần lua một khúc máy đứng như này. Con máy đứng cực đẹp nha. Con là cần lua một khúc máy đứng. Con này thì con này bản có phải là bản nội địa Nhật anh em, của dòng Steiger này, dài là 6 feet, 1.8 cái L nha. L thì dạng mềm thôi, không cứng lắm. Tải mồi từ 2 đến 5 gram, tải cá 6 là bao, tầm khoảng 3 kg cá thôi. Đây, dòng Laker. Phôi carbon xoắn caro. Dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji nha. Đây khoen Fuji thất này. Một chân như này. L thì mềm cảm giác thôi, không cứng lắm. Ngọn cần là ngọn 1.5 ly. Đây, con này thì thích cho mình lưu lóc, lưu chẽm, câu cảm giác thôi. Ở trong L thì nó sẽ mềm, không cứng lắm cho mình nha. Đây, đây mình câu lưu cảm giác này. Anh em mình Quảng Ninh á, đi câu bè cũng được này. Đi câu bè rất là dẻo nha. Nó chỉ nhịn hơn Ikeda một xíu thôi. Cái dòng này á, đó. Một khúc thì di chuyển hơi bất tiện nha, nhưng mà câu thì cực kỳ ngon. Tay cầm con này thì đã được bọc màng con nhiệt zin theo cần nha. Đánh khúc bằng inox này. Bắt là bắt Fuji của dòng Laker Fokker luôn. Cân nặng là 110g, mã số 22. 1 triệu như này. Mình giá là 1 triệu cho mình nha. Mã số 23, 23 thì một con cần một khúc. Cái con là cần hai khúc mà nó dán sẵn cho mình luôn nha. Đây, nó làm chắc cho mình luôn rồi. Đây, thông số này hiện tại á thì cần này là dài là 1m7 này. Đây, con này chuẩn xác mình là 1m7 nha. Đây, 1m7 cho mình. Cán thì bằng inox, phát vặn Fuji FPS 24. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám này. Đây, 1m7. Cái độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 50 hơn á. Ngọn cần là ngọn 2.5 ly. Đây, 2.5 ly cho anh em. Có thể cho mình câu ngâm câu đơn đều được này, độ cứng tầm khoảng trên 50. Cứng tầm khoảng NM tính theo cần lưu rồi nha. Đó, một khúc. Tay cầm cán mút, cân nặng con này là 400g, mã số 23, giá cần là 600.000 nha. 600 cho mình ạ. Rồi, mã số 24 thì đây một con cần lưu hai khúc cho anh em lưu gần này. Đây con này bản lưu gần Zikin nha anh em. Con này mã số 24 là một con cần lưu hai khúc. Con này của dòng laser này. Đây, lồng laser dòng beam này. Con này thì hạt bằng nội địa Nhật này, tem vàng. Cái độ dài con này á là 10.6 nha em. 10.6 thì chuẩn xác của cần là 3m18 nha. Độ cứng là MH. Zit thì rơi cho mình tầm khoảng từ 20 đến 80g. PEMS là số 2.5 nha. Phôi hai da này. Tay cầm cán mút, bắt là bắt vặn này. Của dòng Fuji dòng Seta chính hãng luôn. Và tay cầm thì bằng cán mút, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji 3 chân nha em. Đây lõi xịt acid, con này cho mình lưu gần. Lưu nhé hơi nhé thật, hai anh em mình zit đều được nha. Ngọn lớn này, 2.7 ly. Đây cần thì còn mới nha. Bản mình là bản nội địa Nhật này. Đây. Cực đẹp nha, rơi cho mình tầm khoảng trên 90%. Có tem vàng đầy đủ cho mình ạ. 3m18 nha em, cứng NMH.
Cân nặng con này là 300g, mã số 24, giá 2,5 triệu. Đây, 2,5 triệu ạ. Mã số 25 thì một con cừng zip như này. Đây, con cừng zip cắm gốc. Con này có dòng là dòng Ocean này. Con này thì anh em có giới, em giới thiệu cho mình nhiều rồi. Cái dòng là dòng No 1 nha. Đây, Ocean, dòng One Ocean, dòng No 1. Dài là 1,8 như này. Đây, 1,8 thông số này. PE thì hỗ trợ từ 0.8 đến 1.5. Con này lưu á, thì zip á, từ 7 đến 60 gram. Đi kèm hai khúc. Con này tại tỉnh là 5kg như này. Cá 5kg này mình cậu lên được không nha. Đây, cừng carbon. Con này bản cho là bản bản Nhật nha. Đây, 7 đến 60 gram. Khoen các bạn là dạng khoen xít nha. Đây, khoen các bạn khoen lõi xứ hỗ trợ hỗ trợ PE 0.5 cho mình. Parapasa Pan Fuji chính hãng này. Con này thì dạng là kim tuyến 7 màu như này, cực đẹp, ngọn 1.4 ly. Cân nặng chỉ có là 120 g thôi. Con này tính theo mà cần lua, cần xít á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng về M. Con này anh em có clip như này. Em có clip tải tận 5 kg nha. Con này bịch nước 5 kg này mình cẩu luôn. Đây con này trước đây mình xít mồi nhẹ này. Đó. Cái dòng No 1 nha. No 1 thì nó sẽ mềm. Cân nặng con này là 125g, mã số con này là mã số 25 nha anh. Mã số 25, giá là con này là giá thị trường là 850 nha, thì em đang bán cho mình là 750 thôi. Đây, 750.000. 1,8 nha. Cô lừa cô giết được. Mã số 26 này, 26 thì ở đây sẽ có một con cừng cắm gốc, con này trên đây mình giết, đây con này sẽ bạo lực hơn này. Con này cừng cắm gốc của dòng Zenith nha anh. Cái bản Zenith thì anh em biết rồi, đều là hàng nội địa Nhật luôn. Đây Zenith thì cái bản nội địa Nhật hết. Cái thông số con này là 6,8 nha anh. 6,8 thì chuẩn xác của cần á. Con đâu là 1m9 như này. Đây 1m9 cho mình. Đây thông số này. Đây con lưu được cái dòng là Zenith. Zenith anh em biết rồi. Con này thì nội địa Nhật hết. Lưu cho mình là 35-80g. PE từ số 3 đến số 4. Tại tỉnh mát là 35kg này. Zenith Japan. Đó. Dạng khoen các bạn là dạng khoen full sheet hết nha. Con này khỏi bàn luôn. Đây dạng khoen full sheet. Cái dòng Zenith này cũng như Daiko, Tenryu như này. Đều Japan hết. Cái khoen con này là khoen full xích nha. Khoen này ba là khoen 30 chân cao này. Đây khoen full xích 30 chân cao cho mình này. Đây cho mình coi rõ hơn. Con này 80g thì độ cứng tính theo mà cần zip á thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên MH rồi. Đây trên MH cho này. Xích mồi hàng nặng đều được. Rồi Fuji Japan con này thì Pat Fuji Zenith chính hãng, cân nặng con này là 240g, mã số 26, giá là 2,2 triệu. Đây 2,2 triệu nha. Mã số 27 một con cần 3 khúc. Trên đây mình công ngâm cô lăng xe này. Đánh chép ao sông hồ tự nhiên được. Cần 3 khúc này của hãng là Suzumi, bản nội địa Nhật. Cân nặng là 3m, cứng 50. 50 thì dạng vừa thôi. Ngọn con này là ngọn 2.8 ly, đầu bu sứ xám. Cái ngọn con này là khoen Fuji khoen lá nha. Còn lại là khoen Fuji 3 chân sứ đá xám này. Đó, tình trạng con này thì có nổ keo nha này. Keo nó quét lâu ngày nó bị nổ. Tay cầm cán bút, bát phẳng Fuji. Này, 3 khúc nha. Nó chế sẵn cho mình cái dây buộc bảo hiểm ở đây rồi. Cân nặng con này là 250g, mã số 17, giá 650 ạ. Đây 650.000. Rồi cuối cùng thì mã số 28 là một con cần 2 khúc. Con này cho mình đánh cắt tra cá chim được này. 2 khúc carbon của dòng Grandway Winner, dài là 2m7, cứng 80 này. 80 thì cũng dạng cứng rồi. Khoen các bạn là khoen full xích nòng sống nha. Khoen đây ba là khoen 16. Có thể toàn bộ của cần này đều là khoen full xích nòng sống nha, từ gốc tới ngọn luôn. Ngọn là 2.2 ly. Đây cần rất đẹp nha. 80 thì cũng dạng cứng bạo lực. Đánh tra đánh chim bạo lực này. Đây có dòng Pro Mane. Hàng đồ địa Nhật, tay cầm cán mút, bát vặn này. Fuji chính hãng nha, NPS 20 Japan. Có lẽ toàn bộ khoen các bạn là khoen Fuji nòng sống hết nha. Cái dạng khoen này dạng là khoen mắc, gần bằng titan cho mình rồi á. Khoen này á, hầu như gần mắc nhất rồi. Nó thua titan thôi. Cân nặng con này thì cân được chỉ có là 270g, mã số 28. Để đây mình giá là 1,2 triệu nha. Đây, 1,2 triệu. Rồi tổng thể thì sẽ có một số dù, một số máy để gửi đến mình. Anh em ở mẫu nào comment mã số, một số điện thoại nha. Chốt đơn cái liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo. Tiếp sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Bên em thì hàng hóa cập nhật liên tục, anh em cứ chờ đăng ký bật thông báo nha. Anh em bây giờ mình tham khảo nhiều. Trong bật thông báo thì có bây giờ lên này mình thông báo thì mình vào mình tham khảo thôi. Nhiều mẫu máy và cần hơn. Rồi chúc anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau ạ.